Cả nhà ơi, hôm nay mình về quê nè. Về quê thì sao? Nướng thịt thôi. Nướng thịt à? Bây giờ chị đang là nướng xò riêng. Né Né nè, né nè. cái vỏ ấy bà, da mỡ hành nó văng quá à. vỏ to quá nó nổ Nó lớn quá, lớn quá. Xò dẹo mỡ hành Khỏe rất là đấy. ngon. Hôm nay là nướng đủ thứ luôn nè. Chân gà Nướng đủ kiểu, đủ mùi, ăn từ sáng tới tối. giờ mấy em nhỏ chờ chín nha, bé là chưa chín mà nhồi quá trời nhồi rồi. Về quê lại thấy vui ha. Nướng này nướng kia. Ngọc rất là thích luôn nghe. Không gian rộng rãi Ngọc thích. Đây là vườn rau yêu thích của mình đây. Xà lách. Xà lách này giống Mỹ là ngon lắm Rau ban đêm mà nó tươi ha. Ban đêm hình như rau nó tươi hơn đúng không ạ? vườn rau buổi tối. Hôm nay em có dịp mà ngó rau vào buổi tối nè. Giờ này chắc ngủ hết rồi hả? Không được tươi như buổi sáng anh hả? View nướng rất là đã ha. Ngọc ngồi xa đó con. Vừa nướng Để cái nồi nó nóng. vừa ngắm rau. Đây là chân gà. Nướng chân gà cho mấy bé này. Chân gà đó. Giờ mà bác nó đứt đúng là quá. Cứ đưa cá rồi ông bay về cho đưa chơi bằng chân gà cho ông đi. Nướng quá dày. Đi cho ông ngắm. Nướng vậy nó mới kịp chứ, nhiều mà. Nướng hết này nướng cái khác nữa chứ. Giờ nướng chân gà cho mấy bé ăn trước nữa nè. Bé mèo. Mèo. Xem coi cái nào chín chưa cho mấy bé. Bảo Ngọc đang đợi nè. Bé mèo nè. Anh Nhiên. Quá đã nha. Các em đợi miếng chân gà mà lâu quá trời lâu. Bé mèo nói mọi người ơi, mọi người ơi. Bảo Ngọc thì đi qua đi lại, An Nhiên thì múa, đợi chân gà. Quá thơm, quá thơm. Ngon hả? Ấy, đã bị cháy rồi. Đó, qua để nhiều quá rồi. Lấy ra bớt đi anh. Hơi bị Ở đầu bếp thứ này chắc nó Hà nóng à. Hà Nội chạy nóng dữ lắm. Ok, nó đi chút nữa cái nào cháy bỏ ga. Rồi bây giờ tới tiết mục của người lớn. Nướng thịt. Nướng mề gà. Rất là thơm ha. Hai anh Hồng ghê không? Nướng vầy với đã nè. Ha. Mề gà thịt. Nhìn khung cảnh chiêu chiêu ha, màn đêm trời, cái view này nướng hơi bị khói đã bay luôn á. mập mờ Nhìn ra cái vườn rau thiệt thì là nấu thích. ăn vậy sao sống thọ nổi bảo. Nghe mùi thịt nướng Nút nước miếng vào trong. Không mà thơm thiệt. Thơm quá. Quá thơm. Mề này thì nó cắt ra ăn sừng sực. Thì nó bê cái thùng rau thơm vô ăn tại chỗ luôn hen. tôi đi không chờ bạn nữa giờ tôi ăn mì ý nghĩa nào bạn mập à Mập. Mập mập. có chừng kìa
ra vườn rau quậy mà siêu quậy, siêu quậy chấp đi nãy giờ chờ than hồng đã ha. Nãy giờ mấy đứa nhỏ chờ bắt đất chín là có được miếng nào chưa vậy? Nướng mấy chập rồi. Hình như này mình nói mình vô mình rửa rau răm thì phải. Chưa. Trời ơi, than nó hồng rồi không? Ồ, đã thật. Không, mà nướng này là phải than nó nóng bốc lên á. Nướng đào đều nè, ngon. Thơm cái này phải chở liên tục anh, để không hơi khét á, lửa lớn á. Đó, nãy anh không chờ kịp cháy luôn trên gà. Đó, chuẩn bị chín rồi đó. Quá xa đã, quá xa đã. Về quê em thích vậy anh. Ừ, thích ngồi nhiên. Nướng nướng. Đó. Đó, giờ xong mấy chập rồi đó, mấy đứa nhỏ ăn rồi đó. Về nhà là được như vậy là sướng nè, nhất. Nên là Bảo Ngọc thích về về nội lắm ha. Về vui chơi, thỏa thích, nướng đồ, chạy tung tăng. Siêu quậy nè, đó, siêu quậy đó, đó. Quậy dữ hen. Giờ để anh Bảo thay vô nướng đi. Thay phiền chứ nướng nhiều đuối luôn nướng chứ. Rồi giờ đến ba nướng. Hôm nay mà chợ đầy. Ăn từ sáng tới tối từng tốp. Các em xong rồi là tới tới lượt nướng tiếp cho người lớn. Ngon he. Đúng là cái thịt nướng cái gì cũng thơm ha. Cái gì nướng là thơm. Nhâm đi rượu ha. Ăn miếng thịt nướng. Làm lòng bia. Wow. Rất là dân dã. Nói chứ vừa nướng xong ăn luôn vài ngon nè. Chứ wow. Nướng xong mà mang lên bàn là nó mất ngon. Nướng tới đâu ăn tới đó nè. Đó, view triệu đô nè. Vừa nướng thịt, vừa ngắm vườn rau nè. Ngồi đây là ăn luôn, tại đây luôn. Chịu không? Anh đang bứt cho em mấy lá rồi. Rau rắc cá nha anh. Em ra mà bứt. Rau đã hè. Đúng là mát kìa. Trên đây giờ này lạnh lạnh lên ha. Bỏ trong ngoại vitamin. Với này nướng này ra đây nướng chứ nướng trong nhà chắc khói chết luôn. Cay mắt. Thơm quá. Giờ này lạnh mà anh ngồi nướng nó ấm. Với bếp lửa. Ê Vy, biết chỗ để muối ớt không? Vô lấy muối ớt không? Rón tay em đi khỏi cần đũa nữa. Đó, này muối ra chấm. Đấy, chén muối ra ngồi đây là chấm luôn. Chín tới đâu là ăn tới đó luôn, cho nó đã. Nướng tới đâu là ăn ngọt ha. Chà. Dành cả thanh xuân để nướng thịt. Từ chiều tối tới tối luôn. Vy nó ngồi nó ăn kìa. Ngon không Vy? Rất là ngon chứ. Quá đã. Ngon. Ngon. Vy là thành cái gì? Fan cứng của Bảo Ngọc và TG. Hello mọi người. Đó, giờ tới chính xúc. Cái này ngon lắm mà anh. Này là cái dạ con của nó. Đúng rồi. Này trứng non đó. Cái này có phải là dầu trường không anh? Thì ý là cái dạng đó, nhưng mà dầu trường thì chỉ có heo đồ thì cũng gọi dầu trường thôi. Nè em thử miếng là béo ngon lắm. Này giống như trứng non gà đó, nhưng mà trứng này trứng cút. Béo chứ. Lần đầu tiên ăn luôn á anh. Ngon chứ. Về quê cái gì cũng là món mới của em á. Ưu tiên số 1. Không ai là số 2. Đó trứng non, trứng cút non á. Với mấy cái này đó. Heo gọi này dồi trường.
Món này cũng là món lần đầu tiên em ăn. Béo ngon. Bùi. Đã. Quá sẽ ngon, ngon quá Cắn trời một ngon. miếng muối, béo Bây giờ béo. bự bỏ miệng ăn cho hoành tráng, lấy cái trứng ăn đây. Đó, chấm muối vô. Trứng đó là Mấy bạn nhỏ là khoái nè. Này mê lắm. Làm cái chén muối nha, muối Tây Ninh hoặc là muối tiêu. Chanh tắc vô. Chấm. Bao ngon. Bao ngon, bao phê. Ngọc kìa, Ngọc nhìn mặt kìa. Nó mê nè. Nè nè nè. Về đây được ăn mấy cái món này khoái khoái. Mê luôn chứ khoái gì nữa. Rất là mê. Có mặt Ngọc ăn được Đi mê, đi đó. mê, đi mê, đi mê. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Ông mặt trời.